Xin kính chào khách. Hôm nay ngày 27 tháng 10 năm 2018, trong video clip này thì Luân xin trân trọng giới thiệu bác Tình ở Văn Lâm Hưng Yên về mua đôi cá chép khảm ốc vụ, toàn bộ được khảm ốc Singapore. Và đôi cá chép này có kích thước là 50 x 1m2, 50 x 1m37, toàn bộ là được nét khảm ốc đỏ Singapore và kiểu cẩu Mỹ. Chúng mình đã đóng gói xong, chuẩn bị bác mau về nhà. Phải chi tiết vào cá cho các bác xem. Toàn bộ là đường nét đục chạm hoàn toàn thủ công. Trên hình kia xem là bác Tình ở Văn Lâm Nghiên về mua đôi cá chép ốc vụ của Thành Luân. Hiện tại cơ sở 1 chúng tôi đang còn một đôi nữa to hơn như này đang trưng bày tại cơ sở 1, và tại cơ sở 2 là 71-73 Văn Cao Hải Phòng đang còn 2 đôi. Khách hàng có nhu cầu muốn thấy một trong những đôi cá chép đẹp như thế này liên hệ ngay với Thành Luân theo số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110 0389. Thành Luân xin tạm dừng tại đây và xin chân thành cảm ơn bác Tình đã tin tưởng và mua sản phẩm của Thành Luân.